tâm. Thúc thúc, rốt cuộc ở đâu bán kẹo vậy? Nơi này tối quá, ta hơi sợ. Tiểu muội muội, đừng sợ. Thúc thúc sẽ bảo vệ ngươi. Thúc thúc, ngươi vẫn nên bảo vệ bản thân thì hơn. Chạy đi đâu? Là mị hoặc và hồn kỹ thứ ba thấn di của Tiểu Vũ. Xem ra không cần lo lắng rồi. Mất lạc không thoát khỏi bát đoạn xoái rồi. Bát đoạn xoái là gì? Là cách đánh bạo lực nhất trong ngụ kỹ của Tiểu Vũ. Đánh liền 8 lần. Chỉ cần đánh lần đầu tiên là gần như không có khả năng phản kháng rồi. Mọi người xem. Nếu là hồn sư mạnh về lực lượng thì có lẽ còn cơ hội. Đáng tiếc bất lạc là hồn sư hệ khống chế, đến cuối cùng vẫn không xuất ra được. Chỉ có thể hồn kỹ thứ nhất yêu cùng. Tên khốn kiếp ác ôn, ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông thả. Vậy thì để lăng không sát bàn huyền sái của Tiểu Vũ tỷ tỷ dạy người cách làm người. Xoái, xinh đẹp. Tiểu Vũ, cô chả lẽ đã giết hắn rồi? Giết hắn chỉ làm bẩn tay ta. Nhưng có lẽ hắn không nằm trên giường liền 3 tháng thì không dậy nổi đâu. Đã nói là cùng nhau trừ gian diệt ác, cô lại đánh hắn thành ra thế này, chúng ta còn đánh gì nữa? Nhưng mà Tiểu Vũ, bát đoạn xoái của cô mạnh thật đấy. Mới chết là hồn kỹ thuấn di của nàng biến thái quá. Chỉ cần đứng trong vòng phạm vi 5 mét, muốn chạy cũng chạy không nổi. Còn nữa Tiểu Vũ, yêu cung của cô có thể sử dụng liên tục ư? Không cần ngừng lại ngưng tụ hồn lực. Trước kia thì cần, nhưng sau khi ta lên cấp 30 thì có thể sử dụng liên tục. Còn nữa, cho dù ngưng tụ hồn lực, chỉ cần chút thời gian trong lúc phát động thì không là được. Quyền bởi bát đoạn 2.3 chỉ vô dụng đối với hồn sư mạnh về lực lượng. Hồn sư hệ khống chế như hắn ta bị tập kết thành công, chắc chắn là đen đủi. Tiểu Vũ, sau này đừng dùng cách vừa rồi quyến rũ kẻ địch nữa. Như vậy nguy hiểm lắm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tên này trong thời gian ngắn hẳn là không thể gây hại cho ai nữa rồi. Mục đích trừ gian diệt ác của chúng ta coi như đã hoàn thành. Thực ra, chúng ta làm như vậy là không hay. Không hay. Tiểu Tam, chẳng lẽ đệ mềm lòng rồi trừng trị kẻ ác như hắn? Ta có một cách. Này Tiểu Cương, tuy rằng ta không muốn làm phiền ông dạy dỗ đám tiểu quái vật, nhưng ta không thể không nói với ông. Chút tiền của học viện đã bị ông tiêu hết rồi. Vốn học phí mà các học viên nộp cũng đủ để chúng tiêu trong vòng một năm. Nhưng cách dạy của ông khác biệt quá. Không những đồ ăn tăng lên rất nhiều, mà thuốc cho vào trong đồ ăn và nước tắm mỗi ngày còn đắt đỏ. Mới có 3 tháng, tiền đã đi hết cả. Ta biết rồi. Ông biết rồi. Phải đưa ra biện pháp gì chứ?
Đợi mấy ngày này thu dọn xong xuôi, ta sẽ đưa chúng đi tiến hành giai đoạn huấn luyện thứ hai. Ông không cần lo. Lúc đó ta sẽ giải quyết vấn đề tiền. Nếu không phải bọn chúng ưu tú như vậy, ta thực sự không muốn tiếp tục nữa. Vẫn là những ngày tháng ngao du đại lục lúc trước của chúng ta thật tươi đẹp biết bao. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại có được niềm vui lúc ấy. Này, bị ổi cũng là một loại tội. Hắn đúng là hiểu rõ bản thân. Cuối cùng cũng có người ra mặt giúp chúng ta. Kẻ hại người cuối cùng cũng hại bản thân. Tên mất lạc này đã nói là đưa chúng ta đi tìm thú vui. Tôi mà đến giờ cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Không lẽ hắn lại đánh lẻ? Tên này cứ đòi hành động một mình, còn bắt chúng ta đi tìm hắn khắp đường. Đúng thật là. Phía trước sao vậy? Đây là bất lạc. Lão Nga, thiên nhai, cứu ta với. Không ngờ lại là hồn vương. Con chạy đi. Cứ nhận tội. Ta là bất lạc, tuy là một hồn sư, nhưng lại nổi danh vì làm điều ác. Tội danh vô số, có thể quy làm hai loại. Trước thì ngoại hình bỉ ổi, thất đức, lại còn ngu ngốc. Sau thì vô pháp vô thiên, chuyên hành hung làm điều ác. Thiện ác đều có nhân quả, khuyên tất cả những kẻ ác sớm ngày thay đổi thói quen độc ác, học cách làm người, ngày ngày tiến bộ. Bất lạc, sao ngài lại thành ra thế này? Tứ chi chật khớp, gãy 5 cái xương sườn, còn 3 nơi gãy xương khác. Thủ đoạn độc ác thật. Ta phải báo thù, ta phải báo thù. Ta phải khiến chúng sống không bằng chết. Bộ phim Đấu La Đại Lục do TV2.ADK thực hiện thuyết mình. Ba tháng vừa qua, dưới sự đốc thúc và giúp đỡ của các vị sư phụ, cơ thể của các người đã có được nền tảng tốt. Nhưng muốn trở thành một hồn sư ưu tú thì điều này còn chưa đủ. Cho nên kể từ hôm nay, ta sẽ tiến hành giai đoạn huấn luyện thứ hai cho các người. Nghe Phất Lan Đức nói các người đã tới Tác Thành đại đấu hồn tràng rồi. Đó sẽ là nơi các người học tập trong thời gian tới.
Lần này sẽ không có giới hạn thời gian học. Khi nào lấy được huy chương ngân đấu hồn thì huấn luyện sẽ kết thúc. Chỉ cần có bản lĩnh, thu nhập mà các người đạt được ở đại đấu hồn trường sẽ rất khả quan. Đi tham gia đấu hồn hình như nhẹ nhàng hơn so với huấn luyện ma quỷ nhiều. Nhưng các người không chỉ cần lấy được huy chương ngân đấu hồn ở loại đấu cá nhân, mà đồng thời còn phải có được huy chương ngân đấu hồn về mặt đoàn chiến. Các người sẽ lấy tên là Sử Lai Khắc Thất Quái để xuất chiến. Đoàn chiến không những có thể giúp mỗi người ghi điểm cá nhân, mà đồng thời còn ghi điểm toàn đội. Đây là phần mà thi đấu nhóm đôi không có. Đương nhiên, nếu ai đó muốn đẩy nhanh tiến độ, cũng có thể tự do lập nhóm đôi tác chiến. Trước tiên, có một vài hạn chế mà các người cần nhớ. Đầu tiên, không được để lộ tướng mạo hoặc nói cho đối thủ biết tên của các người. Bất kỳ lúc nào cũng phải mang mặt nạ và danh hiệu xuất chiến. Thứ hai, không ai được dùng ám khí, bao gồm cả đường tam. Thứ ba, bất luận thắng bại, mỗi người mỗi ngày ít nhất phải xuất chiến hai lần. Đại sư, con và Vinh Vinh là hồn sư hệ phụ trợ, cũng nhất định phải lấy được huy chương ngân đấu hồn ư? Hoặc là ngươi có thể chọn huấn luyện như trước, cho đến khi những người khác lấy được huy chương. Đại sư, và bỗng dưng phát hiện ngài để con đi tỉ thí ở đấu hồn trường để nâng cao kinh nghiệm thực chiến là một quyết định vô cùng anh minh. Là vừa giờ coi như con chưa nói. Được rồi, không có vấn đề gì thì lập tức xuất phát. Tỉ thí ở đấu hồn trường chia thành cá nhân, nhóm đôi và đoàn chiến, loại thi đấu bắt đầu muộn nhất. Các người có thể lập nhóm tự do, nhưng mỗi ngày đều phải tham gia một trận đoàn chiến, một trận cá nhân hoặc nhóm đôi. Muốn tham gia ba trận ta cũng không phản đối, nhưng bắt buộc phải nắm rõ được tình hình hồn lực của bản thân. Đối lão đại, chúng ta cùng tham gia nhóm đôi đi. Năng lực phụ trợ của ta có thể giúp cho huynh. Nếu không, điểm của ta không biết tới kiếp nào mới đủ để đạt được huy chương ngân đấu hồn. Được thôi. Tam ca, huynh có muốn giúp ta không? Nhưng ta và Tiểu Vũ đã lập nhóm tam ngũ rồi. Vinh Vinh, thấy ta thế nào? Ngươi, thôi đi. Không, ta đề nghị ngươi nên cùng nhóm với Mã Hồng Tuấn. Hả? Tại sao? Trong tỉ thí nhóm đôi, nếu có một hồn sư đạt tới cấp bậc cao hơn, thì phải tham gia cuộc chiến ở cấp bậc đó. Tức là, người đã cùng nhóm với Tiểu Tam thì phải đối mặt với đối thủ từ cấp 30 trở lên, tỷ lệ chiến thắng sẽ giảm xuống. Mà Hồng Tuấn là cấp 28, và người sẽ đối mặt với đối thủ từ cấp 20 trở lên. Ưu thế vốn có ở vũ hồn của hắn không nhỏ, còn thêm khả năng phụ trợ của người, tỷ lệ chiến thắng là trên 70%. Thất muội, hay là chúng ta hợp tác đi? Được. Vinh Vinh, tại sao lại kỳ thị ta thế? Ta phản đối. Tứ ca, ngươi mạnh như vậy, đánh cá nhân cũng chắc thắng, đúng không? Tham gia đấu hồn thế nào là do các người quyết định. Còn có một thứ muốn giao cho các người. Cái này cho các người mang theo cho lúc thi đấu. Trên sân đấu đừng nói nhiều, cố gắng đừng để đối thủ biết được độ tuổi của các người. Lúc đoàn chiến, tên nhóm các người sẽ là Sử Lai Khắc Thất Quái. Lúc thi cá nhân, ta đặt cho các người mỗi người một biệt danh, dùng biệt danh này báo danh. Tên thật của các người sẽ không xuất hiện ở trên đấu hồn trường. Vậy biệt danh của chúng ta là gì? Mộc Bạch dùng tên Tà Mâu Bạch Hổ của hắn. Tà Mâu Bạch Hổ, đối Mộc Bạch. Người vẫn là chuyên bán xúc xích. Chuyên bán xúc xích áo tư ca. Còn Tiểu Tam thì gọi là Thiên Thủ Ngân Thảo. Các người thấy thế nào? Cái này không hay, không phong cách đạo nào. Ngân Thảo khó nghe quá. Các người nói xem nên gọi là gì? Tiểu Tam thường ngày trông có vẻ thành thật.
Nhưng nếu hắn thật sự tức giận thì sát khí còn nặng hơn chúng ta nhiều. Ta nghĩ hay gọi là thiên thủ tu la đi. Ý con thế nào? Sư phụ, người quyết định đi. Vậy thì gọi là thiên thủ tu la đi. Ông Tuấn, biệt danh của người ta đã nghĩ ra rồi. Gọi là ta hỏa phượng hoàng. Được chứ, cái này hay, đa tạ đại sư. Thiên thủ tu la đường tam. Ta hỏa phượng hoàng, mã hồng Tuấn. Đại sư, vậy con tên là gì? Người phải đặt cho con cái tên nào hay hay đấy. Người sử dụng nhu kỹ, toàn thân mềm dẻo, lại có vũ hồn thỏ và kỹ năng mị hoặc. Chỉ bằng gọi là nhu cốt mị thỏ đi. Nhu cốt mị thỏ, tiểu vũ, nghe có vẻ không tồi. Vũ hồn của Vinh Vinh là thất bảo lưu ly tháp, không có thứ gì có thể miêu tả tốt hơn thất bảo lưu ly cả. Còn Trúc Thanh thì lấy vũ hồn của nàng làm tên là phù hợp nhất. U Minh Linh Miêu, thất bảo lưu ly, Vinh Vinh Vinh. U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh.